đây nha mọi người nhá, cái xoan này nhá. Thì mọi người bảo là không phải sau ăn quả xoan này. Đây, quả xoan mọi người nhá. Chuẩn quả xoan cho mọi người. Chúng gần cho mọi người xem nhá. Nhá mọi người nhá. Sau quán quả xoan nhá, chứ không phải là không ăn đâu nhá. Cho anh em nào mà có cái xoan mà nó không ăn ấy, thì mọi người cứ đi tìm cái xoan nhá. Đây, vết nó ăn quả xoan đây nhá. Nhưng anh em nào mà chỗ nào mà anh em không biết nó ăn quả xoan thế nào này, vết nó ăn này, này. Nó cắn quả xoan này, này. Nó cắn quả xoan về nó bốc vỏ. Mọi người cứ nhìn vết răng này. Đây mọi người nhá. Nó bóc vỏ quả xoan này. Đây. Nhặt cho mọi người xem nha. Đây nhá. Nếu chỗ mọi người chưa ăn quả xoan bao giờ ấy, mọi người chưa biết đấy, nó được quả xoan này sóc nó dẫn ăn, ăn rất mạnh nhá. Đây nhá. Đây nhá. Nó ăn thế này nha mọi người nhá. Đây, vỏ quả xoan này. Nó bóc bóc cả vỏ, ăn cả vỏ, nó ăn lõi. Nói chung là quả xoan nó ăn hết mọi người ạ. Đây, đây nó ăn này. Bây giờ cần đây. Đi buổi sáng rồi. Không thể quay cho mọi người xem đâu. Đó là con mà nó ra sớm quá. Ra sớm trời vẫn còn tối, không quay được mọi người. Tiếc quá. Mình quay được, mình quay cho mọi người xem. Mình đem rơi hai con này. Con hùng này nhá. Còn con rơi ngay dưới này đâu. Thật tiếc là đi buổi sáng không được quay cho mọi người xem. Buổi sáng mới ra sớm lắm, ra trời vẫn còn tối luôn. Không thể nào quay được. Được hai con đây mọi người nhá. Hai con này. Thế tức là không thể quay cho mọi người xem. Một con này này. Sóc này sóc trắng nữa. Không phải sóc đỏ. Còn một con mình đem rơi đây nữa. Con thứ hai này mới là sóc đôi đỏ này mọi người này.